Bánh mì chảo là một món ăn được cải biên rất sáng tạo từ món bíp xích của phương Tây, đã tạo nên một món ăn đẳng cấp không những dành cho người Việt mà còn cho cả thế giới. Mô hình kinh doanh bánh mì chảo rất thịnh hành tại các thành phố lớn ở Việt Nam và đang lan tỏa ra rất nhiều nước trên thế giới. Bánh mì chảo là món ăn ngon với nhiều loại nguyên liệu đa dạng khác nhau như thịt bò, trứng gà, xúc xích, bắp non, pate gan, khoai tây chiên, bánh mì và đặc biệt là có nước sốt đặc biệt dùng để chấm bánh mì với thịt bò áp chảo. Thịt bò áp chảo phải mềm, được áp chảo với màu sắc vàng xém hấp dẫn, mùi thơm thịt bò áp chảo nhẹ nhàng, hương vị thơm ngon kết hợp với trứng áp chảo, pate, xúc xích, bắp non, khoai tây chiên làm cho món ăn thật hấp dẫn. Món ăn này khi ăn luôn giữ nóng nhờ đĩa sứ tròn hoặc tấm chảo gang dày, ăn rất ngon và hấp dẫn, đặc biệt là với giới trẻ. Tuy nhiên, để chọn nguyên liệu, chế biến và bảo quản để món ăn luôn thơm ngon là điều không dễ dàng, nhất là với nhiều người chưa am hiểu về nghề bếp. Thầy Y, một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam, thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy rất thành công món bánh mì chảo. Rất nhiều học viên của thầy đã học và kinh doanh thành công. Chị Thu hiện đang sống và kinh doanh nhà hàng tại Hàn Quốc. Chị có kế hoạch đưa món bánh mì chảo vào menu của nhà hàng và chị đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết sản xuất và kinh doanh bánh mì chảo theo phương pháp học từ xa. Hôm ngày giữa tháng 10, 2023 thì chị Thu từ Hàn Quốc đã tìm đến thầy học cái nghề bánh mì chảo. Và cái họ chị học từ xa ha, cái phương pháp từ xa đó, thầy như thường lệ thầy chuyển tài liệu cho để chị chuẩn bị ha, và hẹn giờ các bạn lên mạng ha, cùng với thầy để học cái nghề. Với bánh mì chảo phải nói là món ăn rất là hấp dẫn, đã không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Món này mà xuất phát từ cái món của bistec của người Pháp đó, và được người Việt cải biên để tạo thành một cái món ăn rất là đặc biệt, rất là nóng và thơm ngon. Qua màn hình điện thoại, thầy Y đã hướng dẫn chị cách lựa chọn nguyên liệu, ướp thịt bò mềm, không khô, cách áp chảo thịt bò và các nguyên liệu, bí quyết làm hai loại sốt ngon là sốt Trung Hoa và sốt tiêu đen, chiên khoai tây, xúc xích là những bí quyết rất quan trọng. Thịt bò áp chảo phải mềm, được áp chảo với màu sắc vàng xém hấp dẫn, mùi thơm thịt bò áp chảo nhẹ nhàng, hương vị thơm ngon kết hợp với trứng áp chảo, pate, xúc xích, bắp non sẽ làm cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Đó thì thầy hướng dẫn từ cái khâu là lựa chọn nguyên liệu ha, từ thịt bò ha, rồi các loại nhân kèm theo. Đó, rồi thầy hướng dẫn cái làm sao xử lý bò ha, cho nó mềm. Rồi đó cũng như là chuẩn bị những loại nhân để kèm khi đưa ra bánh mì chảo. Đó, từ thầy hướng dẫn cách chiên xúc xích, rồi coi như là khoai tây để chuẩn bị sẵn, rồi chuẩn bị như là trứng gà, rồi chuẩn bị bắp kèm theo, đó rồi pate kèm theo. Đó, thầy hướng dẫn hai loại sốt rất là ngon để có thể là các bạn dùng để trong cái nghề bánh mì chảo là sốt tiêu đen và sốt Trung Hoa. Đó, thầy hướng dẫn cái công thức để làm ra hai loại sốt, cũng là làm theo công nghiệp sản xuất ra bảo quản. Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn chị cách đóng gói, bảo quản để sử dụng nguyên liệu cho nhiều ngày, cách bố trí bếp, bố trí khu vực bán hàng, cách ra món bánh mì chảo nhanh và chất lượng tốt, ổn định, cách vận hành bếp theo hướng công nghiệp. Đó, rồi thầy hướng dẫn cái quy trình ha, sắp xếp để đưa ra bánh mì chảo ha, cái là cách áp thịt bò cũng như là cách đưa ra món rất là nhanh. Rồi thầy hướng dẫn về cái sốt về để là thêm đưa vào trong cái salad. Đó, ăn kèm trong cái bánh mì chảo. Thì đây là một cái món phải nói là rất là ngon và khi kinh doanh đạt được hiệu quả cao khi kinh doanh.
À, đây là những nghề mà thầy truyền dạy cho rất nhiều bạn để kinh doanh tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Sau buổi học online với thầy Y, chị Thu rất tự tin và nắm bắt được tất cả các bí quyết và quy trình làm bánh mì chảo. Mô hình kinh doanh bánh mì chảo thực sự là cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng cho những học viên yêu thích kinh doanh ngành ẩm thực. Có thể đưa mô hình này để kinh doanh tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.